Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục lang thang từ đường Hoàng Diệu để đến đường Nguyễn Hữu Hào, và chúng ta lên cầu Ông Lãnh. Hôm bữa thì em có đi hành trình này rồi, nhưng mà mình đi bên kia đường và đi ban đêm. Thì hôm nay chúng ta sẽ ngược lại, đi bên đây đường và đi ban ngày, thì để cô chú anh chị nhìn rõ hơn. Bên đây có rất là nhiều cô chú anh chị đã comment mà em chưa đi đến được. Hôm nay chắc hẹn lại gặp lại chương trình lần sau. Đây có cái chùa Phật Vũ Tự. Bên đây thì cái siêu thị điện máy, chợ lớn. Bên đây cũng là một trong những địa điểm thú vị về đêm, để cô chú anh chị có thể dạo quanh cái khu này về đêm khi mình có dịp đi về Sài Gòn, nhất là những con đường phố ẩm thực như này, phố ẩm thực Vĩnh Khánh, nằm ở trên đường Vĩnh Khánh. Có anh chị có mình địa chỉ ở trên đường Vĩnh Khánh, nhưng mà em chưa có dịp đi, thì chắc em hẹn cái hành trình hôm sau. Con đường này bán rất là nhiều ốc nè, phố ốc quận 4. Đường Vĩnh Khánh thông qua bên đây luôn, để đi ra bến Vân Đồn luôn. Khúc bên đây rất là mát. Đường Vĩnh Khánh nhỏ, không có dài. Và rất là nhiều hàng cây. Ở bên quận 4 này xem ra nhiều cây hơn bên quận nhất. Hồi xưa quận 4 nghe nói gì đó rất là phức tạp ha. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Hôm nay có cái trường Bến Vân Đồn, trường trung học Bến Vân Đồn. Hôm bữa có mấy bạn quay về cái chú bán bánh ống rồi đó. Chú hay bán ở đây lắm nè, chú nhảy múa đó. Nhưng mà chắc Tết rồi chú về ngoại chưa vô, về quê chưa vô. Ở đây có cái chung cư, ở đây là chung cư Khánh Hội nha ta, hay là chung cư Vĩnh Hội. Thôi sẵn đây mình đi, cái đường Nguyễn Hữu Hào cũng ngắn nè, đây bán rất là nhiều đồ ăn buổi tối nè. Và hành trình chúng ta sẽ đi theo hướng này thì mình đi ra bến Vân Đồn và lên cầu Ông Lãnh, nhưng mà chúng ta sẽ đi hướng ngược lại để đi ngang cái chùa, để hôm bữa mình không có rành, cái không có rõ tên gì, thì hôm nay chúng ta đi để rõ hơn ha. Đây những chung cư hồi xưa tới giờ luôn nè, thời Pháp. Rồi chúng ta đi qua đường nhé. Để đi đến, đi ngang cái ngôi chùa. Lỡ đến đây rồi thì mình quay một đoạn nữa. Cứ một đoạn rồi lại xa dần, chắc chút xíu nữa đi ráp về luôn. Đây là góc đường Nguyễn Hữu Hào và Hoàng Diệu, và bên kia thì dãy chung cư. Chúng ta nhìn toàn cảnh để thấy rõ hơn ha. Có lẽ đó là chung cư Vĩnh Hội chăng?
Đây là có cái chùa Kim Liên. Ta đi tiếp xíu nữa. Ở đây thì buổi chiều rất là nhiều cái hàng quán ăn uống này. Hôm nay dãy nhà xưa. AR ở đây có địa chỉ AR Nguyễn Hữu Hào, AR 36. Hôm nay mình lấn sân qua quận 4 luôn. Những cái dãy nhà xưa xưa nhìn thấy thích ghê. Nhưng mà cái gì cũng sẽ tàn phai theo thời gian thôi, không có gì là vĩnh cửu cả. Ngay cả những hình ảnh thế này mình khi mình up lên YouTube cũng chưa chắc là vĩnh cửu, nhưng mà mình lưu lại lúc nào thì hay lúc nấy. Đây có quán bún riêu rất là đông. Quận 4 là trùm ăn uống. Nắm chặt tay gì nghe chưa? Đi xíu nữa thì tới cái cua quẹo, cái cua quẹo để đi đến ngôi chùa để mình xem cái ngôi chùa tên gì. Cái chị nghe tiếng rít 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 đó là người ta nuôi yến á, người ta nuôi yến những cái máy tạo âm thanh để thu hút đàn yến. Qua đây là khu đường này mới, khu đường mới mở. Đường số nè. Có lẽ chú Hùng hay làm từ thiện bên cái ngôi chùa này chắc. Ở đây cũng có rất là nhiều ngôi chùa. Chúng ta quẹo phải. Trước ngày xưa ở đây là cái gì mà bây giờ thành cái đường số 41. Có lẽ là khu dân cư chăng? Đúng rồi, chùa Giác Nguyên. Đúng là chùa Giác Nguyên đây. Cho cô chú mình, chú anh chị các bạn nhìn lại chùa Giác Nguyên ha. Nếu ai chưa có dịp đi đến chùa này thì cũng có cái để chúng ta tham khảo trước khi đi. Chùa Giác Nguyên ở địa chỉ 129 F xuyệt 186 xuyệt 2 Bến Vân Đồn. Ngày xưa là Bến Vân Đồn, hôm nay là đường 41. Đây. Đây có cái hẻm, cái hẻm để có lẽ thông ra tới Tôn Thất Thuyết. Chùa này hiện đang xây dựng chứ chưa có xong. Thấy xây dựng rất là lâu rồi. Cũng 4-5 năm có đó, 3-4 năm có. Đây thì có cái
cái tòa tháp, tòa tháp thì xây xong rồi. Rồi chúng ta đã xác định được cái đó, cái tên ngôi chùa mà hôm bữa mình nhầm mà mình không biết. Bây giờ thì chúng ta đã rõ về chùa Giác Nguyên. Chùa Giác Nguyên. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình để đi về. Nãy giờ chúng ta đi cũng khá dài rồi. Về với bạn đồng nhỏ đây. Nhân đây thì em xin chúc cô chú anh chị bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Hy vọng là ôi, phải không? Gặp hai bạn, gặp hai bạn thời xa xưa. Tắt máy nha.